Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 31 tháng 8 năm 2023 giá ổn định, các kho nghỉ lễ sớm. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ổn định, thị trường giao dịch chậm, nhiều kho nghỉ lễ sớm, các kho nghỉ lễ ít người mua, ít người bán, chờ qua lễ mới giao dịch. Thị trường nguyên liệu và gạo thành phẩm. Tại Sa Đéc, gạo nguyên liệu IR504 12.200 tới 12.250 đồng. Gạo nguyên liệu OM380 12.200 tới 12.300 đồng. Gạo nguyên liệu OM5451 12.600 tới 12.700. Gạo nguyên liệu OM18 Đài Thâm Tám Hè Thu 12.800 tới 12.900. Gạo thành phẩm Đài Thơm Tám Hè Thu 16.000 tới 16.200. Gạo thành phẩm Đài Thơm Tám Đông Xuân 17.000 tới 17.200. Tại Lấp Vò, gạo nguyên liệu xô OM18 Đài Thơm Tám 12.700 tới 12.850 đồng. Gạo IR504 thành phẩm chưa xô tét 14.400 tới 14.500 đồng. Tại An Cư Cái Bè, OM18 Đài Thơm Tám Hè Thu gạo nguyên liệu 13.000 tới 13.100. OM5451 gạo nguyên liệu 12.800 tới 13.000. IR504 12.500 tới 12.600. Gạo tròn gà 12.500 tới 12.600. Gạo Hàm Châu 13.100 tới 13.200. Gạo ST2425 19.000 tới 20.000. Phụ phẩm tấm nguyên liệu IR504 11.350 đồng đến 11.500 đồng. Cám 7.600 đến 7.700. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.